Hallo ihr Lieben, hier ist Tom. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Xin chào các bạn, mình tên là Tâm. Rất vui được lại các bạn trong video lần này. Video này mình sẽ dành để chia sẻ với các bạn về một chủ đề, một câu hỏi mà mình đã nhận được rất là nhiều trong thời gian vừa rồi. Đó chính là đối với những bạn đang bắt đầu học tiếng Đức hay là những bạn đang phân vân không biết là có nên đầu tư thời gian cũng như là công sức tiền bạc của mình vào việc học tiếng Đức hay không. Các bạn có một câu hỏi đó là làm như thế nào để bắt đầu học tiếng Đức? Đây thực sự là một câu hỏi mà tất cả những người mới bắt đầu học một ngoại ngữ nào đó thường đặt ra cho mình. Mỗi người sẽ có một phương pháp khác nhau, một sự lựa chọn khác nhau. Tuy nhiên thì trong video lần này mình sẽ chia sẻ với các bạn một vài những cái kinh nghiệm cá nhân của mình về chủ đề này, và hy vọng rằng những cái chia sẻ của mình sẽ hữu ích một phần nào đó cho các bạn. Trước tiên, để trả lời cho câu hỏi làm thế nào để bắt đầu học tiếng Đức, thì mình muốn các bạn hãy dành một vài phút để suy nghĩ về việc là mình học tiếng Đức để làm gì. Các bạn hãy suy nghĩ xem là cái motivation, cái động lực học của mình là gì. Các bạn học tiếng Đức để đi du học, hay là để đi làm au pair, hay là để đi sang đoàn tụ gia đình, hay là các bạn chỉ cần học tiếng Đức trong thời gian ngắn trước khi mình sang Đức du lịch, hay là mình sang Đức công tác một thời gian. Có rất là nhiều những mục đích để học ngoại ngữ, và với mỗi mục đích khác nhau, chúng ta sẽ có những cái con đường đi khác nhau và có những cái phương pháp học khác nhau để có phù hợp hơn cho mỗi nhu cầu của mỗi cá nhân. Đối với những bạn đi du học thì các bạn cần xác định cho mình rằng khi nào mình muốn đi du học. Và từ cái thời điểm mà mình đi du học, các bạn hãy đếm ngược lại từ 1 đến 2 năm. Tức là trước khi mình đi du học, các bạn hãy dành từ 1 đến 2 năm để trang bị cho mình vốn tiếng Đức. Có thể các bạn sẽ nghĩ rằng mình chỉ cần một vài tháng đó, để mình có thể học được cái đạt được cái chứng chỉ B1 hay là B2 hay là cao hơn, thì các bạn cũng có thể hoàn toàn làm như vậy. Tuy nhiên, cái điều quan trọng ở đây đó là sau khi mà các bạn học thì những cái kiến thức còn lại được cho các bạn đó là gì, và các bạn có thể sử dụng những cái kiến thức đó cho cái quãng đường sau này của mình học đại học ở bên Đức hay không. Đối với những bạn đi du học thì kiến thức đòi hỏi nó sẽ cao hơn, nó sẽ chuyên sâu hơn. Trước kia thì mình đi du học, mình chỉ cần đến bằng B1 thôi là mình đã có thể ứng tuyển vào một trường dự bị ở bên Đức. Tuy nhiên thì theo mình tìm hiểu vào thời điểm hiện tại thì thậm chí người ta còn đòi hỏi bằng B2 nữa. Điều đó có nghĩa là các bạn sẽ phải dành thời gian nhiều hơn cho việc học tiếng Đức. Chúng ta chia ra những cái trình độ tiếng Đức là A1, A2, B1, B2, C1, C2. Và mỗi cái trình độ này chúng ta chia ra thành hai phần nhỏ, là ví dụ như A11 là A11 và A12, A21, A22 vân vân. Thì có thể tính ra là để có thể đạt được bằng B1 hay là B2 thì các bạn tầm cần học khoảng 6 cho đến 8 khóa học. Tuy nhiên là có những cái khóa học người ta gộp hai cái trình độ A11, A12 lại. Thì chúng ta còn A1, A2, B1 và B2. Thì các bạn có thể tính ra là các bạn cần học khoảng 4 khóa học, và mỗi khóa học như vậy có thể kéo dài nhiều tháng. Và tùy theo cái tốc độ học của các bạn, có những bạn học cái trình độ cái tốc độ tiêu chuẩn, hay là những bạn học cái tốc độ là nhanh hơn, là những lớp cấp tốc hay những lớp siêu cấp tốc, thì các bạn có thể học mỗi ngày, tức là mỗi ngày khoảng một vài tiếng gì đó, thì khi đó thì các bạn có thể rút ngắn được thời gian học. Tuy nhiên thì điều đó đồng nghĩa với việc là các bạn sẽ phải cố gắng rất là nhiều, tức là phải hy sinh cái thời gian của mình, tập trung một cái khoảng thời gian nhất định để mà mình có thể đạt được một cái chứng chỉ ngôn ngữ cần thiết. Và thực sự là cái việc này nó cũng sẽ đòi hỏi các bạn rất là nhiều cái sự tập trung, cái sự kỷ luật nghiêm túc với bản thân mình, và nó sẽ có thể sẽ là rất là căng thẳng với các bạn. Đối với những bạn đi du học thì các bạn ngoài việc là phải có một cái vốn từ vựng rộng, có một cái vốn ngữ pháp chắc, thì các bạn cũng cần phải
trang bị cho mình một cái kỹ năng, đó là cái kỹ năng suy nghĩ độc lập, tức là đưa ra cái quan điểm, những cái bình luận của mình về một cái chủ đề nào đó. Tức là các bạn có thể thấy là ở những cái kỳ thi các bạn sẽ phải đòi hỏi rất là nhiều cái khả năng viết luận, đúng không? Các bạn phải viết về một cái chủ đề nào đó. Thì bởi vậy nên là các bạn sẽ cần phải có một cái sự đào sâu, tìm tòi, sáng tạo. Tức là không chỉ bó hẹp trong những cái kiến thức mà các bạn học được trên lớp, mà các bạn cần phải tìm hiểu rộng hơn, nếu như có thể từ TV, các báo chí, rồi Internet, vân vân, để các bạn có thể mở rộng cho mình cái vốn hiểu biết, cũng như là có thể học hỏi được cái cách sử dụng ngôn ngữ. Tức là các bạn có thể thấy ở đây là đối với những bạn đi du học thì cái trình độ, cái khả năng ngôn ngữ đòi hỏi sẽ cao hơn rất là nhiều so với ví dụ như là một bạn đi au pair. Au pair ở đây có nghĩa là đi sang làm giúp việc cho một gia đình người Đức ở một thời gian ngắn để có thể trải nghiệm văn hóa, cuộc sống ở Đức, được người bản địa, cũng như là học ngôn ngữ. Hay là với những bạn mà sang đoàn tụ gia đình, hay là với những bạn mà học tiếng Đức một thời gian ngắn để mà có thể biết được những cái căn bản mình có thể giao tiếp trò chuyện được khi mà mình sang Đức du lịch, hay là mình sang Đức để công tác. Thì đối với những bạn này, ở trường hợp thứ hai thì cái đòi hỏi về ngôn ngữ nó không cao bằng với các bạn đi du học. Tức là các bạn chỉ cần tối thiểu bằng A1 thôi. Những cái kiến thức căn bản để giúp các bạn có thể, ví dụ như là mình đi chợ này, mình có thể hỏi được là món này, món đồ này là bao nhiêu tiền. Mình có thể hỏi đường nữa. Tức là mình có thể sử dụng tiếng Đức trong những cái ngữ cảnh hàng ngày. Còn đối với các bạn đi du học thì các bạn sẽ thấy là cái ngôn ngữ mà mình học nó không phải là ngôn ngữ sử dụng hàng ngày, mà nó là một ngôn ngữ người ta gọi là ngôn ngữ chuyên ngành. Đó là ngôn ngữ các bạn sử dụng trong cái chuyên ngành học của mình, tức là trong phạm vi trường học nữa. Và thực sự là đối với những các bạn đi du học thì các bạn phải học hai ngôn ngữ. Thứ nhất là ngôn ngữ hàng ngày, và thứ hai là ngôn ngữ học thuật, hay người ta gọi là ngôn ngữ chuyên ngành. Thực sự thì các bạn có thể thấy là mặc dù là các bạn đã học tiếng Đức ở Việt Nam một thời gian, tuy nhiên thì khi mà sang Đức thì các bạn sẽ cảm thấy rất là bỡ ngỡ nữa. Đặc biệt là thời gian đầu các bạn nói chuyện người Đức mà các bạn cảm thấy là mình không hiểu được nhiều lắm, thậm chí là không hiểu gì. Còn khi mà ở trường đại học các bạn nghe giảng, các bạn cũng hiểu rất là ít. Mình nghĩ là điều này không có gì là đáng xấu hổ hay là đáng phê phán đây cả. Mình đã khi mà quá trình học đại học của mình cũng tiếp xúc rất là nhiều với các bạn sinh viên quốc tế, và mình thấy một cái đặc điểm chung của những sinh viên quốc tế đó là thông thường cái giai đoạn đầu chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc hòa nhập với cả môi trường, hòa nhập với cả cái ngôn ngữ. Và mình nghĩ đó là một cái quá trình, một cái bước trong cái quá trình hòa nhập của chúng ta. Cái điều quan trọng ở đây đó chính là việc các bạn có cố gắng, có tìm ra cho mình một cái phương pháp nào đó để mà mình vượt qua những cái khó khăn ban đầu này, để cho cái quá trình hòa nhập của mình nó trở nên thành công không. Còn đối với các bạn đi sang Đức để tham gia đoàn tụ thì mọi người chỉ cần khoảng tối thiểu là bằng A1, tức là chúng ta chỉ cần nắm được những cái từ vựng theo cái từng cái chủ đề giao tiếp hàng ngày, nắm được một cái ngữ pháp và một vài cái ngữ pháp căn bản, và chúng ta có thể giao tiếp đặt câu hỏi và hiểu một vài những cái câu hỏi ngắn gọn, với điều kiện là cái người giao tiếp với mình người ta có thiện chí là nói chậm và sử dụng những cái từ đơn giản cho mình để cho mình dễ hiểu. Thì ở đây khi mà học, chúng ta sẽ học bốn kỹ năng. Ngoại ngữ nào cũng vậy, nó là nghe, nói, đọc, viết. Thì khi mà học ở Việt Nam thì chúng ta trong một cái thời gian có thể là tương đối ngắn thì chúng ta không thể đòi hỏi là mình có thể phát triển được, hoàn thiện được cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Có thể có những bạn ở Việt Nam thì rất là chăm chỉ, thì các bạn có thể cái ngữ pháp các bạn rất là tốt,
hoặc là viết của bạn rất là tốt. Tuy nhiên có một cái yếu điểm mà hầu hết mọi người học ngoại ngữ ở Việt Nam đều gặp phải, đó chính là cái khả năng nghe nói chúng ta còn yếu. Thực sự thì đây cũng là một cái lý do, đó là chúng ta không có cái môi trường mà chúng ta giao tiếp, chúng ta rèn luyện cái điều mà chúng ta được học. Bởi vậy nên là đối với những bạn mà mong muốn đạt được cái trình độ A1, tức cái trình độ gọi là kiến thức căn bản, thì các bạn chỉ cần có thể đạt được những cái yêu cầu của cái kỳ thi A1. Và tức là các bạn nắm được những cái kiến thức từ vựng ngữ pháp căn bản, và còn cái kỹ năng nghe và nói thì chúng ta có thể phát triển, rèn luyện và cải thiện hơn khi mà chúng ta sang Đức. Tức là khi mà chúng ta có một cái môi trường mà chúng ta thực hành nữa. Và khi mà các bạn đã xác định được cái mục tiêu học của mình là gì rồi, thì bước thứ hai là các bạn hãy lựa chọn cho mình một phương pháp học tập phù hợp. Có hai con đường mà các bạn có thể lựa chọn, đó chính là thứ nhất đó là các bạn tìm cho mình một khóa học tiếng Đức ở một cái trung tâm tiếng Đức uy tín. Và phương pháp thứ hai đó là nhiều bạn lựa chọn cho mình là việc tự học. Thì phương pháp nào cũng sẽ có những cái hay và cái dở của nó. Đối với phương pháp là chúng ta tham dự một cái khóa học ở một trung tâm, thì cái điều lợi ở đây đó chính là các bạn có được một người hướng dẫn cho các bạn. Tức là các bạn có thể tiết kiệm được thời gian cho mình. Các bạn có được người ta chỉ cho các bạn là phải đi những cái con đường đi như thế nào. Tuy nhiên thì sẽ có một cái hạn chế ở đây, đó chính là có nhiều bạn, thì đặc biệt là những bạn mà đi theo dạng đoàn tụ nữa, thì có thể là vì lý do là công việc này, gia đình mà chúng ta không thể nào dành thời gian để tham dự một cái khóa học, cái lớp học gọi là theo kiểu truyền thống. Hay là có những bạn thì ở rất là xa và không có điều kiện, hay là ở đó không có một cái trung tâm tiếng Đức phù hợp với các bạn. Và một cái nhược điểm nữa đó chính là cái việc tham dự một cái lớp học như vậy, thường là một lớp sẽ có khá là nhiều học viên, và sẽ có những học viên ở những độ tuổi, những cái trình độ khác nhau, thì nó sẽ là một cái sự không đồng đều, và có thể là có những bạn học nhanh hơn, thì có những bạn sẽ học, tất nhiên là có những bạn sẽ tiếp thu chậm hơn, thì nó sẽ là một cái sự khó khăn cho những cái bạn đó để mà có thể theo kịp được cái kiến thức ở trên lớp. Có những bạn hỏi mình là những cái trung tâm nào tốt, thì thực sự là mình cũng không thể đưa cho bạn một nhiều lời khuyên, bởi vì mình không muốn khuyên các bạn cái điều mà mình chưa từng trải nghiệm qua. Mình chỉ có thể kể cho các bạn là mình đã từng học tiếng Đức ở đâu thôi. Mình bắt đầu học tiếng Đức từ năm lớp 10 ở trường chuyên ngoại ngữ Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong 3 năm cấp 3 đó thì mình học chuyên tiếng Đức, với tiếng Đức là ngoại ngữ chính. Và song song với việc đó, mình còn học tiếng Đức ở Viện Goethe, tức là Goethe Institute, cho đến trình độ C1. Tuy nhiên thì phải nói với các bạn là khi mà sang đến Đức thì mình cũng gặp rất là nhiều những cái khó khăn, những cái bỡ ngỡ ban đầu để hòa nhập đối với cả cái ngôn ngữ ở bên Đức. Có những cái, có rất là nhiều, có nhiều khi mà mình lên lớp, và đặc biệt là trường dự bị, mình trong những cái tiết học đầu tiên mình nghe mình không hiểu cái gì mấy, mình nghĩ là tầm khoảng 20-30% thôi. Thì sau khi đó lên đại học thì phải đến hết năm thứ hai thì lúc đó mình nghe và mình mới có thể hiểu được khoảng 90% những cái bài giảng. Thì cái điều quan trọng ở đây không phải là nằm ở cái khả năng học của các bạn, mà như mình đã nói, nó là một cái bước trong cái quá trình hội nhập. Tức là vì sao? Tức là mình sẽ phải làm quen với cái ngôn ngữ, đặc biệt là khi mà các bạn đi học á, nó không phải là ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày nữa, mà nó là ngôn ngữ học thuật. Ngữ học thuật nó có những cái từ vựng, những cái từ vựng rất là dài, và những cái từ vựng đó mà người ta không sử dụng ở cuộc sống hàng ngày. Đó, thì ở đây thì các bạn cần phải có một thời gian khi mà các bạn đọc nhiều, các bạn nghe nhiều, các bạn gặp cái từ đó nhiều, thì các bạn sẽ có thể tạo được cho mình một cái người ta gọi là một cái vốn từ vựng chuyên ngành. Và khi đó, khi mà cái vốn từ vựng chuyên ngành của các bạn chắc rồi á, thì các bạn nghe giảng
các bạn sẽ cảm thấy mình dễ hiểu hơn rất là nhiều. Bên cạnh việc tìm cho mình một cái trung tâm học phù hợp thì các bạn cũng cần phải nghĩ một việc là chúng ta cần tìm cho mình một người giáo viên phù hợp. Tức là một người mà chúng ta cảm thấy có thể khơi gợi được cho chúng ta một cái niềm đam mê học tiếng Đức, cũng như là có thể hướng dẫn cho chúng ta một cách bài bản và dễ hiểu cho chúng ta đạt được cái kết quả tốt trong cái quá trình học. Bên cạnh đó thì các bạn cũng cần phải tự cố gắng từ bản thân mình. Tức là những cái điều mà, những cái kiến thức mà giáo viên truyền đạt cho các bạn, nó sẽ chỉ là cái kiến thức của giáo viên mà thôi. Nếu như mà các bạn không tự rèn luyện, không tự đào sâu suy nghĩ, không tự ôn luyện lại những cái kiến thức đó để biến nó thành kiến thức của bản thân mình. Trong rất nhiều cái vlog lần trước, mình đã khuyên các bạn là chúng ta cần phải chủ động trong việc học. Tức là chúng ta đừng học một cách bị động, là giáo viên yêu cầu gì thì chúng ta làm như vậy thôi, hoặc thậm chí làm thấp hơn như vậy, ít hơn như vậy nữa, mà chúng ta hãy chủ động. Tức là chúng ta nghĩ là việc học là học cho mình, là chúng ta đầu tư thời gian, đầu tư tiền bạc. Và chúng ta tất nhiên là khi mà đầu tư một cái gì đó, đúng không, các bạn mong muốn nhận lại một kết quả tốt nhất có thể, đúng không? Và bởi vậy nên là các bạn, khi mà các bạn đã dành thời gian, dành công sức tiền bạc của mình rồi mà kết quả không đạt được như bạn mong muốn, thì thực sự nó là cái sự lãng phí rất là lớn. Và cái người thiệt thòi đầu tiên đó chính là các bạn. Hãy suy nghĩ đến điều đó và các bạn sẽ có thêm cái động lực để học. Có những bạn thì có thể là vì lý do thời gian, địa lý hay là điều kiện tài chính mà không thể tham dự những cái khóa học, bài bản, thì các bạn nghĩ đến việc là chúng ta tự học. Nó cũng là một cái phương pháp rất là hay. Vì sao? Bởi vì đối với việc tự học thì chúng ta có thể chủ động được cái thời gian của mình, chủ động được cái tốc độ học của mình. Tuy nhiên thì có một cái điều các bạn phải suy nghĩ, đó là khi mà chúng ta tự học thì chúng ta chỉ có một mình, và chúng ta sẽ là người tự chịu trách nhiệm cho cái quá trình học của mình. Và khi mà chúng ta không có một cái người chỉ dẫn cho mình thì chúng ta phải tự mày mò. Và chính cái điều tự mày mò đó sẽ làm cho các bạn kéo dài cái quá trình học của mình hơn. Tuy nhiên thì có những bạn nói rằng việc tự học làm cho bạn cảm thấy rất là thú vị. Các bạn tự tìm tòi, tự khám phá, và các bạn cảm thấy như thế thú vị hơn rất là nhiều so với khi việc là chúng ta bị ai đó áp đặt là phải làm cái gì đó. Đối với những bạn mà muốn tự học thì mình có thể gợi ý cho các bạn một vài những cái giáo trình học tiếng Đức. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại, theo như mình biết thì chưa có một cái giáo trình học tiếng Đức dành cho người Việt Nam, riêng cho người Việt Nam, tức là Đức Việt hay là tương tự như vậy, mà chỉ có những cái giáo trình Đức Đức mà thôi. Và mình cũng không biết là khi mà các bạn học như vậy thì có hiệu quả không. Các bạn có thể là sử dụng cái giáo trình đó kèm theo là từ điển, kèm theo từ điển, và hoặc là mình có thể tham khảo thêm những cái kiến thức ở một cái chủ đề nào đó mà mình cảm thấy không hiểu. Các bạn có thể thành lập những cái nhóm học ở trên mạng, các bạn học hỏi lẫn nhau, rồi có thể hỏi những người đi trước để giúp cho các bạn giải đáp những cái thắc mắc của mình. Như mình đã nói thì những các bạn muốn tự học thì sẽ phải có một cái sự nỗ lực, một cái sự kỷ luật, sự nghiêm túc trong việc học rất là lớn. Nếu không thì cái sự cố gắng của các bạn sẽ không đạt được kết quả như mà các bạn mong muốn. Điều đó cũng rất là đáng tiếc, bởi vì sẽ là một cái sự lãng phí thời gian của các bạn, đúng không nào? Bởi vậy nên là các bạn hãy suy nghĩ thật là kỹ và lựa chọn cho mình một cái phương pháp học phù hợp. Đối với những bạn muốn tự học thì mình có những cái giáo trình để các bạn tham khảo mà mình sẽ để ở dưới cái hộp thông tin miêu tả. Các bạn hãy xem ở đó. Có nhiều bạn hỏi mình tài liệu để học, thì tất cả những cái tài liệu mà mình có thể chia sẻ được cho các bạn thì mình cũng đã chia sẻ rồi. Các bạn có thể khi mà các bạn xem từng video của mình, các bạn nhìn xuống phần hộp thông tin miêu tả, các bạn có thể thấy những cái đường link bài tập hay những cái tài liệu tham khảo thêm để cho các bạn thể tự học, tự đào sâu hơn về cái chủ đề đó. Ngoài ra thì mình cũng có một cái trang blog. Ở trang này thì mình tổng hợp lại tất cả những cái tài liệu học mà các bạn có thể sử dụng, và tất cả những cái tài liệu này đều là những cái tài liệu có thể sử dụng miễn phí, và các bạn có thể download về để tự học, tự luyện tập.
Còn đối với việc là chia sẻ những cái tài liệu học là những cái sách, những cái bộ giáo trình thì mình không thể chia sẻ với các bạn, bởi vì nó liên quan rất là nhiều đến cái vấn đề bản quyền. Và những cái vấn đề bản quyền đó ở bên Đức thì thực sự rất là được coi trọng. Và bởi vậy nên là mình chỉ có thể chia sẻ được cho các bạn những cái tài liệu mà mình có thể chia sẻ. Tức là những cái tài liệu này nó không đòi hỏi vấn đề về bản quyền và nó được sử dụng rộng rãi cho tất cả mọi người. Có những cái tài liệu học, những cái giáo trình ví dụ như là Ja genau hoặc là Pluspunktdeutsch, thì ở cái trang giới thiệu của nhà xuất bản thì họ có cái phần người ta gọi là xem thử sách. Tức là bạn có thể ấn vào đó và các bạn có thể mở được cái quyển sách đó ra và xem các trang, các bài học. Tuy nhiên thì các bạn không thể download nó về được. Bạn có thể xem, tuy nhiên là có những cái chữ của nhà xuất bản ở trên những cái trang tài liệu đó. Tuy nhiên thì các bạn có thể sử dụng, các bạn có thể tham khảo, các bạn có thể thể xem ở đó để mà mình sử dụng cho việc học của mình. Và ngoài ra thì mình cũng có rất nhiều cái chia sẻ cho các bạn ở trên trang Facebook của mình. Các bạn đừng quên ghé qua đó để có thể kết nối với nhau nhiều hơn nữa. Các bạn có thể đặt câu hỏi không chỉ cho mình mà còn cho tất cả những các bạn ở trên trang Facebook đó, để mà các bạn có thể giúp đỡ lẫn nhau và chúng ta tạo thành một cái cộng đồng học tiếng Đức, giúp đỡ lẫn nhau để chúng ta cùng hoàn thiện được cái khả năng ngôn ngữ của mình. Đó là tất cả những cái điều mà mình muốn chia sẻ cho các bạn trong vlog lần này. Và hy vọng rằng các bạn có thể tìm cho mình một cái hướng đi nào đó sau khi theo dõi video của mình. Và mình chúc cho các bạn sẽ có thật nhiều cái sự tự tin, cũng như là giữ vững được cái niềm đam mê, niềm yêu thích của mình với ngôn ngữ tiếng Đức. Và chúc cho các bạn sẽ đạt được nhiều thành công với những cái dự định, cái sự lựa chọn của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video lần này của mình. Nếu như có bất kỳ thắc mắc hay là những cái chủ đề nào các bạn mong muốn, thì các bạn hãy đừng ngần ngại viết cho mình ở dưới phần bình luận nhé. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.